Năm lớp 4 đi mổ, mà lý do gì mà cái năm đó em đi mổ? Dạ thì em đi nó hay bị căng cái cơ nó té. Là cái kiểu mình đi giống như đi mà ảnh á. À. Dạ xong cái nó căng cơ nó té cái xong cái bố em đi khám. Xong người ta kêu là cái gì? Bị căng cơ. Ở mổ về cỡ 1-2 năm rồi nó yếu toàn thân luôn á. Là ngực nó bắt đầu nó lõm vô bên trong. Là tay là gân đồ nó bắt đầu nó yếu dần. Em có ước mơ gì cho mình không? Dạ em thì ở nhà đây còn không có ước mơ gì hết, vì sống với bố mẹ. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại xã Vạn Hưng thuộc huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được một người bạn khán giả giới thiệu về một hoàn cảnh mà ở đó thì có một em tên là Trường, năm nay 20 tuổi. Em ấy bị một cái căn bệnh. Sau khi mà Nhân nhìn cái hình ảnh thì thấy em đã bị gần như là còn chỉ có xương bọc da thôi. Bệnh teo cơ thì mà gia đình bố mẹ thì cũng khó khăn, ai thuê cái gì thì làm cái đó. Thu nhập thì không có ổn định. Thì tình trạng bệnh tình của em ấy cũng đang tiến triển rất là nặng. Vì thế mà hôm nay Nhân đến Nhân thăm xem thử là tình trạng em ấy như thế nào, mình giúp đỡ ra sao. Thì thôi bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân nhé. Ở đây Nhân thấy người ta trồng khá là nhiều tỏi luôn á. Hình như là thu nhập chính của người dân ở quanh đây là trồng tỏi hay sao mọi người. Đề phòng xem thử nhà có chó. Ôi trời, mà chưa kịp nói nữa mọi người. Đó. Sợ nhất là chó luôn. Anh ơi. Anh chào em. Em chào anh nha. Có một vị khán giả ở gần đây giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình anh á. Dạ vâng ạ. Em muốn tới em thăm gia đình. Dạ. Trời ơi, ghế sao mà gãy hết trơn vậy? Dạ. Ghế nó mục quá anh. Thời gian nó mục. Trời ơi, mục mà gãy tan hoang cái ghế này nè. Ngồi dưới đất đi anh. Anh em mình ngồi dưới đất đi. Đây con trai anh hả? Dạ, con trai đầu. Ngồi đây đi anh. Trời ơi, sao còn xương không vậy trời? Cháu bị... Anh ngồi xíu vào đây. Dạ. Quay qua đây nè. Em hỏi thăm anh tí nha. Anh xin lỗi là anh tên gì? Dạ, em tên Vũ. Anh tên là Vũ hả? Vâng. Anh được bao tuổi rồi anh? 39 tuổi. 39 tuổi rồi. Dạ. Con trai của anh tên gì? Con Trường. Lê Văn Trường hả? Có bộ râu giống anh dữ ta. Thì cái công việc của anh hàng ngày là anh đi làm cái gì? Dạ đi như người ta mướn đi làm đất, rồi bữa đi làm hồ,
mà bệnh không có đi được á, thì cũng công việc cũng chấp chôn lắm. À, công việc của anh là người ta thuê cái gì thì anh làm đó. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Rồi anh nói anh bệnh là anh bệnh sao? Dạ bệnh đột thừa rồi bệnh thận rồi thần kinh tọa. À nhiều bệnh. Dạ. Thì cái công việc mà gần nhất là hiện tại là anh đang làm cái gì? Hiện bây giờ nói chung quy là anh muốn đi làm cái mà giờ anh bệnh thì cũng chả làm được. Thần kinh tọa anh lạnh nhá. Dạ. Thì anh bị nữa. Bệnh thận thì anh cũng có đau chứ anh đau mà. Bữa trước mổ nội soi 2 lần với mổ bành 1 lần. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu đến thần kinh tọa. Kinh tọa anh đau. Đau toàn cuộc sống, anh kéo xuống chân. Dạ. Anh có cái thể là bao nhiêu người con ta? 4 người. 4 đứa con. Dạ. Lớn nhất là em này hả ta? Vâng. Lớn thì cô đầu đi là 2002. Dạ. Dạ. Còn sau là 3 em nữa. Sau là 3. Dạ, 3 em đó còn đi học không? Ba thì hai cháu đi học với một cháu, nó cháu út thì nó bị giờ 5 tuổi rồi mà chưa biết nói gì cả. Đi khám thì nói bác sĩ nói cháu bị coi là chậm phát triển, bị não nó coi là phát triển tí não đó là nó có vấn đề thì bộ phận thần kinh á. 5 tuổi rồi. Dạ. Không có nói được. Dạ. Nhà có 4 người con. Vâng. Để em hỏi thăm em trường này một tí nè. Em tên là cái gì trường? Dạ, Lê Văn Trường. Lê Văn Trường hả? Dạ. Em được 20 tuổi rồi. Dạ. Thì bây giờ em thấy sức khỏe của em như thế nào? Dạ, thì nó cũng hơi mệt trong người. Hơi mệt hả? Lạnh thì nó nhức rồi. Để em đưa khẩu trang, em đưa khẩu trang không? Đây. Khẩu trang mới này, em cứ xé ra em. Dạ, tay nó teo ở trên, không có nhấc được. Không nhấc tay lên được hả? Dạ, nó teo toàn người luôn. Anh đeo giùm cho em đó đi. Dạ. Tại vì mình cũng sợ biết đâu được, mình có vi khuẩn, mình rút rồi mình... Tại vì sức khỏe đang yếu á. Anh cứ nằm đúng rồi, đúng rồi. Anh đeo cho em á, cho đảm bảo sức khỏe. Là bây giờ là cái tay của em không nhấc được. Dạ, tay cháu. Cỡ mổ về cỡ 1-2 năm rồi nó yếu toàn thân luôn á. Là ngực nó bắt đầu nó lõm vô bên trong. Trời. Là tay là gân đồ nó bắt đầu nó yếu dần. Kéo khẩu trang lên cho em. Không nhấc đi được. Kéo che cái mũi lại đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi được rồi. Được rồi. Em mổ là mổ bao lâu rồi? Dạ, từ năm lớp 4 á. Năm lớp 4 đi mổ, mà lý do gì mà cái năm đó em đi mổ? Dạ, thì em đi, nó hay bị căng cái cơ nó té. Là cái kiểu mình đi giống như đi mà ảnh á. À. Dạ, xong cái nó căng cơ nó té cái, xong cái bố em đi khám. Xong người ta kêu là cái gì, bị căng cơ. Xong người ta khám, người ta ban đầu là người ta cho đi cho đi Sài Gòn. Nhưng mà xong cái người ta không cho đi nữa, để giữ lại người ta mổ. Xong cái họ nó bị vậy luôn. Trời ơi, chỉ bị căng cơ thôi mà mổ xong cuối cùng giờ về thành ra gì luôn à? Dạ. Là cái tình trạng của em ấy là duy trì như thế này là bao lâu rồi anh? Dạ, 18 năm. 18 năm rồi. Và từ cái lúc học lớp 4 đến nay là bữa nay là 19 tuổi. Dạ. 8-9 năm đó. Rồi bây giờ em cảm thấy trong người em như thế nào? Dạ, nó cũng hơi đau cái ngực á. Đau ngực hả? Dạ, trời lạnh là nó kiểu nó tức ngực á. Nhất ở trong xương. Rồi em ăn uống rồi có được bình thường không? Dạ, ăn cỡ bữa, cỡ chưa hết một chén. À. Em giếm cái bụng lên anh coi xíu được không? Xin lỗi, nó hơi lạnh chút, em giếm lên. Tại em ấy dở không nổi. Thôi được rồi. Thôi được rồi, không cần giếm đâu, thôi. Em ấy giếm lên còn thấy xương luôn. Rồi, nhìn, tội. Rồi cái đứa sau của anh đâu, đứa mà 5 tuổi đâu rồi? Dạ, đứa 5 tuổi, cháu chạy đi chơi vậy. Chạy đi chơi rồi hả? Không. Không, cái đứa 5 tuổi thì cháu đang ngủ, còn cái đứa mà... À, đang ngủ rồi hả? Vâng, đứa là biết nhau.
không nói được. Nó 5 tuổi rồi. Không có to gì trời. Rồi từ đó tới giờ là em có hay đi khám lại nữa không? Hay là chỉ ở nhà vậy đây thôi? Em mới cỡ cách năm gần đây em mới đi Nha Trang á. Đi phục hồi chức năng nhưng người ta kêu là không được nữa. Tại vì do mổ nên giờ thần kinh nó bị rút rồi. Ôi tội. Đang ngủ ngáy ngủ tội luôn. Thôi. Năm tuổi bé. Thôi thôi cho bé ngủ anh ơi tội nghiệp. Thôi cha. Thôi thôi cho bé vô ngủ đi, cho bé vô ngủ đi. Thôi chứ tức là. Chào em. Thì được chút. À, chào con. Vậy là em cũng đi khám thường xuyên nhưng mà bây giờ người ta có cái hướng gì không? Người ta có nói là gia đình mình có cái hướng gì vậy? Mình chỉ cần ở nhà mình tập cho nên coi nó có thể duy trì kiểu như dị cũng được thôi, không có teo lại nữa. Chỉ bình thường như dị cũng được. Có nghĩa là mình làm như thế nào cho nó duy trì gì đây là được đúng không? Dạ. Đừng có cho nó teo đi nữa. Dạ. Mà em có thấy nó có càng ngày nó càng rút lại không? Hay là mình có đỡ được phần nào không? Dạ, nó càng ngày nó lạnh thì nó càng rút lại. Trời. Vậy là bác sĩ có bảo là bây giờ có cái hướng nào tốt hơn không anh? Dạ, bổ sung kiểu tập vận động rồi gọi là uống thêm thuốc bổ. Dạ, thì bây giờ cái bệnh của cháu nên có teo toàn thân á. Thì bữa trước em đi vô Sài Gòn á, thì khám tái khám là bác sĩ khuyên là chứ 6 tháng định kỳ là tập bên phục chức năng cho cháu. Bây giờ Covid thì cũng chẳng đi được. Dạ. Trời, em ấy ốm yếu như thế này mà bây giờ trời lạnh nữa. Dạ. Nếu mà cái tuổi 20 này, 20 tuổi là từ cái lúc bị là nghỉ học tới giờ luôn. Dạ vâng. Bị. Trời. Bạn của em ấy bây giờ chắc là không phải là sinh viên năm năm 2, năm 3 rồi hết rồi. Dạ. Em có cảm thấy buồn không? Số phận. Có khi nào mà em nằm em nghĩ là mình mơ tự nhiên mình hết bệnh không? Dạ cũng có đôi khi. Dạ. Ủa rồi vợ anh đâu ta? Dạ vợ em vừa đi trồng hành cho người ta. Trồng hành hay là trồng tỏi? Em thấy xung quanh em thấy tỏi cũng có nữa. À, trồng tỏi hay sao? À. Trồng tỏi hả? Dạ. Là người ta thuê tới làm không? Dạ, dạ thuê tới làm. À, nếu mà đi làm tỏi thì có làm gần đây không? Dạ, cũng gần á. À, để tí nữa em... 200-300 mét. Để tí nữa mình dắt mọi người đi tìm hiểu cái nghề trồng tỏi ở Vạn Ninh này xem như thế nào. Bởi vì là đặc trưng ở Vạn Ninh này là người ta trồng tỏi với hành nhiều lắm. Dạ vâng. Mình cũng chưa có biết là cái cách người ta trồng với lại thu hoạch nó làm sao. Lát nữa Nho sẽ dắt mọi người đi, dạ, dạ, đi thăm. Thì cái công việc của anh thấy cũng bấp bênh quá ha? Dạ vâng. Anh ngồi ship vào đây anh. Vậy là hồi xưa là anh là ở ngoài quê gốc của anh là ở đâu ta? Quê em ở Thanh Hóa. À Thanh Hóa xong anh vô đây là lâu chưa? Rồi em vào đây cũng được 20 năm. 20 năm rồi. Dạ. Là anh đi theo diện gì ta? Kinh tế mới hay? Đi kinh tế mới em đi kiểu làm cửa bạn gì ta. À. Dạ. Giờ rồi bắt đầu em mới đó rồi lập nghiệp và con đứng ngoài đó rồi em mới chuyển vào con vào. Dạ. Em được mấy năm đó đem cháu vào đó, cháu cũng học được đến lớp 4 cháu ngỡ bệnh. Dạ. Yeah. Anh có cái giấy tờ gì của em này mà đi ở viện em đi em đọc thử coi trong đó bác sĩ ghi gì? Dạ giấy bữa trước hầu như mưa rồi nhà nó bảo nó hấp đi. À cũng lâu rồi hả? Dạ lâu. Tính ra cũng mười mấy năm rồi thì dạ. Những cái giấy tờ đó chắc anh cũng không có giữ được. Dạ vâng. Dạ. Vậy thì anh có thường xuyên đưa em ấy đi phục hồi chức năng không? Dạ có, bữa trước có đi phục hồi chức năng. Nó 5-10 giờ không có đi được, không bị Covid á. Dạ. Không có đi được. Rồi đi phục hồi chức năng rồi khám rồi bác sĩ có nói gì không? Thì bác sĩ nói là cũng cố gắng rồi vận động cho cháu rồi ăn uống bồi bổ cho cháu. Chờ cái bệnh của cháu nên thì anh duy trì kéo dài nên cũng không biết phải đi. Chứ ổn định sức khỏe cho nó đỡ rút theo các kiểu. Ủa em hồi năm đó em đi mổ là người ta mổ chỗ nào? Dạ em mổ hai bắp trái chân. Em để thẳng cái chân ra được không? Chân em để thẳng được không? Nó
năm nào dưới đây, cơ nó bị rút lên đây. Bây giờ là không thẳng chân ra được hả? Không được. Trời đất ơi. Nó rút co lên đây. Trời ơi con này. Bây giờ nó rút làm sao mà cái chỗ này nó gì luôn trời. Mà không có thẳng được luôn hả? Bây giờ cái cách di chuyển của em đây, em di chuyển là lết lết đi hả? Đúng rồi, giờ dạ, mình phải bận cháu lên xe rồi đợi cháu đi. Em có tự lết được không hay là mỗi lần đi là phải bố phải bồng lên? Em lết cỡ xíu xíu đi xuống. Trời xuống đó. Trong nhà thì được. Anh đi gọi là đi tiểu tiện thì bố ẵm đi. Tiểu tiện là bố ẵm đi. Dạ. Mà duy trì trong rất rất lâu như thế này rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà cân nặng của em bao nhiêu em biết không? Dạ nó cỡ 20 mấy ký. 20 mấy ký là bằng một đứa trẻ khoảng 5 tuổi, 6 tuổi, dạ. 7 tuổi, 6-7 tuổi. Em có ước mơ gì cho mình không? Dạ em thì ở nhà đây còn không có ước mơ gì hết, vì sống với bố mẹ. Được sống với bố mẹ là thấy vui rồi. Cái chồng bên này em đưa ra đây để anh xem, đưa không được đúng không? Không thẳng nó được nữa, như đây thôi. Dạ. Mọi người xem nè, chỉ còn da với xương không. Theo nhà chân đâu. Đó, nhìn mọi người nhìn kỹ là chỉ có xương mà một cái lớp da mỏng thôi, không có còn còn thịt nữa. Cái đầu gối này, đầu gối này nó lòi xương ra luôn rồi. Thử này cho mổ đây. Hồi nãy em nói là mổ ở chân hả? Dạ, ở dưới bắp trên. Là đây có cái vết mổ kia hả? Dạ. Mổ bên đó không hay là mổ hai chân luôn? Hai bên luôn, hai bắp luôn. Hồi trước khi mổ là không bị. Dạ không. Nó căng cơ, nó đi ở nhảy nhón. Thế em đi vào khám xong, nó đưa cháu, bác sĩ nói để nâng cái cơ cho nó. Mổ lột ra bóc cái cơ, treo cơ lên. Trời. Sau vô Rì Gòn, bác sĩ 175 vô Rì Gòn, cô phỏng. Dạ. Yeah. Nói là ý là cháu cái đang mẹ phục hồi chức năng. Chứ cái phần cơ bắp của cháu không thể mổ lên được. Mà có thể nó chuyển biến, nó giảm bớt đi. Bây giờ loạn đường cơ. Thở loạn đường cơ. Khi mà trước khi mổ là chân của em ấy bình thường. Người cũng cơ địa cũng bình thường luôn. Yeah. Sinh hoạt rất là bình thường. Nhưng mà đi khám xong rồi mổ xong về gì luôn. Yeah. Kỳ ta. Mổ cái bắp chân mà bị luôn gì luôn trời. Yeah. Này khó hiểu ta. Bây giờ em di chuyển anh ngó thôi, coi cái cách em đi trong nhà em đi thứ sao rồi. Chắc đi không được quá hả? Dạ, đi ngang dưới trong tường thế này thôi. Dạ. Ôi trời đó. Mình không nghĩ là vậy luôn. Mình tưởng là em ấy sẽ lết tới trước. Người em ấy lết ngang dưới trong tường đi xuống tới kia chắc khó đắt rồi hả? Mình sau khi mà mình mổ vậy mình phát hiện gì vậy? Mình không có nghiên cứu cái cách nào mà tìm hiểu ở những cái bệnh viện khác à anh? Dạ, ngày trước thì cũng học viết cũng suy nghĩ kém, mình cũng có tìm hiểu kỹ. Mình nghĩ là mình cứ vô để khám bệnh cho con, là con có bệnh này bệnh kia thì đi khám cho con rồi. Đến có vấn đề gì cơ thể rồi bác sĩ khám thì cháu bị căng cơ, thì em nhiều khi cháu nhập viện để kiểm tra lại để mổ cho cháu. Dạ. Hai người mổ cho cháu thì trước khi mình mổ mình phải ký cam kết. Xong cái mổ cho cháu thì nó bị vấn đề chẳng hạn về loạn dương cơ. Có nghĩa là trước mổ thì mình phải ký cam kết. Dạ, là mình chấp nhận là phải cho mổ. Vâng, đúng rồi, đúng ý. Thì đúng rồi mọi người, thì thường thường là có những cái bệnh mổ thì dạ, người nhà phải đồng ý ký vô. Dạ. Thì bác sĩ mới bắt đầu mới mổ. Vâng. Thì khi mà mổ thì những cái rủi ro đó thì mình chịu. Vâng, đúng rồi. Tại vì mình là người đồng ý để mổ mà. Từ ngày cháu mổ hôm nay rồi anh teo lần. Ừ. Nó teo hoàn toàn. Nó teo chứ. Sau thăm tái khám thì nói chung là cháu nó vừa rồi còn này. Cháu mổ quá. Hy vọng là sau khi mà cái video mà Nhân đăng tải lên như thế này á, biết đâu được là có một bác sĩ nào đó biết được cái tình trạng của em Trường thì có thể biết đâu đó sẽ giúp được em ấy
có một cái may mắn để mà giống như những người bạn cùng trang lứa, rồi có cái sức khỏe tốt, rồi lo cho bố mẹ chẳng hạn, không có lo được cái việc gì nó cao cả thì có thể loay hoay được việc nhà, thế là cũng được rồi. Hy vọng là ai đó ở trong đất nước Việt Nam mình, một bác sĩ giỏi nào đó có thể nhìn cái tình trạng của em ấy và có thể giúp được thì giúp giùm. Thì hôm nay em nghĩ gia đình á, thì thấy cái tình trạng của em ấy như thế này thì thấy cũng xót quá anh. Và bây giờ em thì cũng không biết giúp em ấy như thế nào, thì em cũng tới em thăm, thì em cũng xin phép là sẽ trích một ít tiền của một vài mạnh thường quân á để gửi tặng cho anh, để mà xoay sở cho em ấy, có nghĩa là trị liệu hay như thế nào đó, rồi những cái loại thuốc bổ, rồi những cái đồ ăn bổ gì đó để mình biết không, có khi nào ăn trúng cái loại gì đó cái tự nhiên nó khiến cho cái bệnh hết bệnh không ta? Dạ không biết, cái đó là cái may mắn. Dạ cái đó là may mắn thôi đúng không? À nãy anh nói là đứa con trai 5 tuổi. Dạ cháu nó phát triển kém mà một lần 5 tuổi rồi, nên nó chứ không nói, chưa nói được mà nó thấy tức là nó đập đầu vào tường, rồi đập đầu đất. Cứ mỗi lần tức là nó đập. Dạ vâng. À lúc nãy anh bồng ra em thấy nó đập tay vô đây hả? Dạ dạ. Ủa sao lại vậy ta? Trước rồi đi khám thì nói, bác sĩ nói là cháu cũng có vấn đề dấu hiệu tự kỷ, cho nên là vâng. Đó, ui trời ơi, ra đây chú bộ. Đây. Ui đi cái tướng này như xe rượu vậy. Là tướng đi như xe rượu vậy con. Dạ. Biết nói không? Này, chú hỏi này. Không biết gì hết. Liếc. Có nghe không ta? Cũng vẫn nghe chứ mà cháu. Rồi ra ngồi thiền luôn, gặp nhân ghè ra ngồi nhắm mắt thiền rồi. Dạ. Sao liếc gì gầm ghê vậy con? Đây, nhìn chú này. Đây. Nó đập đầu luôn. Ghê thế à? Dạ. Ê là nó một tí nữa là nó đập đầu luôn hả? Dạ. Vậy thôi để cho em ấy ngồi thiền. Mình ngồi mình nói chuyện của mình đi. Coi này, thấy mặt nghiêm trọng không? Coi ra nè. Ta ngủ dậy xong giờ nó ra đó. Chú kìa. Hello. Đây là 5 tuổi rồi anh. Dạ vâng, 5 tuổi. 5 tuổi thì với cái thể trạng như này thế này thì cũng hơi bé so với những đứa cùng trang lứa hả? Dạ vâng. Đây tên gì đây? Con tên gì? Ừ? Dạ, cháu tên Phát. Phát hả? À? Cái biểu hiện rất là kỳ lạ luôn mà mình biết sao, cứ ra cứ ngồi gì nhìn qua bên đây nhìn qua bên kia chắc cũng hơi lạ hay sao á. Đúng không? Còn người lạ đúng không? Ứ gì ứ? Ừ đúng rồi. Sao? Ừ? Sao? Nói chú nghe coi sao? Muốn nói gì? Không hả? 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 Nói chú nghe coi. Nói chú nghe nha Lan. Ghê. Nói cho chú nghe nè. Nha Lan. Coi, con thích làm cái gì? Ừ? Mà chú biết rồi, vào đây. Đây là bé bác sĩ chẩn đoán là bị tự kỷ hả? Dạ. Vào đây chú bảo này, vào đây. Nó phát âm được mấy chữ. Kêu được ba không? Vào đây, chú chỉ cho nói nè, vào đây, nhanh lên. Nhanh. Vào đây. Chị nói kìa. Ờ, tội. Nhà có 4 người con. Vậy là bé... Đó, phải đồ. Bé gái là bắt đầu đi học rồi phải không anh? Dạ vâng. Bé gái học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 9. Dạ. Ủa, vậy là em trường. Rồi đến Phương. Xong đến bé đó. Vâng. Xong rồi đến đây. Dạ, rồi Đạt rồi đến đây. À, Đạt được mấy tuổi rồi? Đạt thì 6 tuổi. Nay lên lớp 1. Vậy là... À, đó là... Cậu này là 5. Vâng, lên 5. Dạ. Thôi em cũng xin phép nha, em thay mặt cho những mạnh thường quân á, em xin tặng cho gia đình một ít tiền để anh mua thuốc mua thang cho em ấy nha. Em cũng cảm ơn dạ. Các dạ. Anh các chị các chú rồi mạnh thường quân dạ. Đến thăm cháu thường gia đình em cũng cảm ơn.
Hôm nay thì ủa đâu rồi? Con ơi, trời ơi, ổng làm diễn viên chính luôn rồi. Làm diễn viên chính luôn rồi sao rồi trời? Vô đây. Qua đây, qua đây. Nhân xin phép là Nhân sẽ trích tiền quỹ từ thiện của cô Thanh Nguyễn. Tiền quỹ của cô là 5 triệu. Rồi cô Nga 500.000 là 5 triệu rưỡi. Rồi tiền của chị Son. Chị Son là 500.000. Rồi 1 triệu của anh Huy. Tổng số tiền 5 triệu rưỡi với 1 triệu rưỡi là 7 triệu. 7 triệu. Coi thử coi. Đó. 7 triệu rồi 1 triệu này là của mình, của Nhân gà nha mọi người. Thấy em Trường thấy tội quá, Nhân cũng góp vô 1 triệu Nhân tặng cho em ấy luôn. Thì tổng số tiền em trao cho gia đình mình á, tổng số tiền là 8 triệu nha. Để em đếm lại cho nó đủ á. 1 2 3 4 5 Nói chung mình cũng góp một ít mọi người, cũng ít lòng nhiều. Cái số tiền này là 8 triệu em trích thừa mạnh thường quân em tặng cho anh với gia đình em Trường. Của em thì thêm 1 triệu một nữa. Rồi ok, đây. Em xin phép em tặng anh nha. Tổng số tiền là 8 triệu nè. Các chú các anh người Mạnh Thường Quân đến giúp đỡ vợ chồng em. Dạ. Anh có cái mong muốn gì không? Dạ, em cũng mong muốn cho cháu khỏe, cố gắng khỏe rồi để cho bố mẹ được nhờ tốt nhất được có sức khỏe. Dạ. Dạ. Chứ giờ sống thì con cái thì giờ ốm đau thì bố mẹ vất vả, bố cũng ốm. Trời ơi, bố mới nhìn chú kêu ba, qua đây. Kêu ba thì qua đây. Ba. Chị làm gần đây đúng không anh? Dạ. Vậy thôi để Nhân sẽ đến cái chỗ mà chị làm tỏi á, xem thử là người nông dân họ làm tỏi như thế nào, sẵn có gì thăm chị luôn. Dạ. Thì thôi bây giờ anh lo cho em Trường đi. Dạ. Trường ơi, anh xin phép anh đi ngang, cố gắng giữ sức khỏe nha, hy vọng là sẽ có ai đó nhìn thấy cái bệnh của em sẽ giúp được cho em, rồi có gì anh sẽ báo cho em nha. Rồi anh đi ngang, chúc sức khỏe, em đi nha anh nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ dạ, rồi em chào anh. Dạ em chào. Dạ. Ủa anh đi bộ lên từ đây lên đó xe không anh? Dạ, chắc có 200 mét thôi. 200 mét hả? Chị làm trên đây hả? Giờ anh sẽ dắt mình lên xem thứ là chị làm tỏi là làm như thế nào? Trồng tỏi hay trồng hành? Trồng tỏi, vừa trồng tỏi vừa trồng hành. Vừa tỏi vừa hành luôn hả? Cái bà chủ nó có tỏi rồi có hành. Mình hàng ngày mình hay dùng cái nguyên liệu tỏi với hành rất là nhiều luôn, mà mình không biết là cái công việc như thế nào của những người mà trồng tỏi trồng hành. Bây giờ sẵn dịp mình lên mình coi luôn như thế nào. Phải quảng vô trồng cho nên là dân cũng có cái công ăn việc làm. Dạ. Wow, lần đầu tiên mà mình mô hình của mấy cô quảng vô trồng tỏi. Đây là lần đầu tiên mà mình tới một cái nơi mà trồng tỏi luôn á. Ủa rồi vợ của anh đâu? Dạ, dưới kia. Dạ. Vợ anh tên gì ta? Vợ anh tên gì ta? Không. Dạ, dạ, có mình em ở nhà. Vợ anh tên gì? Đâu rồi? Đâu rồi? Dạ. Vợ em đâu? Đang trồng tỏi, đang tỏi. Ê, là ngồi. Đây hả? Đây. Chả mấy cô được ngồi nghỉ uống nước ngọt rồi sướng dữ ta. Là cái đám này trong này là trồng tỏi hay trồng cái gì anh? Dạ trồng tỏi. Ủa, cái này là phun nước tự động phải không ta? Vâng. Hay ta. Ui vô trong này nghe mùi tỏi nặng luôn. Rồi, chào mấy cô mấy chị. Chào chú. Đang ngồi nghỉ mệt hả cô? Nghỉ mệt. Thái cầm mệt quá. Cho con hỏi thăm tí. Cái này là tỏi nè. Tỏi chú.
Ủa tỏi mình không có để cho nên để mầm để gì trồng luôn hả? Trồng nó bên nãy chứ. Dạ. Trồng nó bên nãy mầm đấy. Nó lên đó em nè, sau em đó. À, có nghĩa là mình cứ trồng xuống. Đi đâu đây vậy? Để nó trồng. Đuổi hai cái đầu. Trời ơi, đi trong đám đầu tốn tỏi luôn rồi. Tôi chơi chị quay chị cũng lò mò lón thóng đi ra nơi đó cứ nhớ lộn rồi. Mình tưởng đâu là tỏi sẽ để cho nó nảy mầm xong rồi mình mới trồng chứ ai ngờ là mình tách. Trồng dài rồi. Mình tách ra mình trồng. Tách ra rồi trồng. Trồng 50 ngày sau rồi nó mọc. Là cứ một tép tỏi như vậy là một củ, là một cây thì sau này nó lên nó sẽ ra một củ tỏi à. Rất là nhiều tép đúng à, cũng hay dữ ta. Chứ bây giờ bây giờ con biếu mà một củ để xuống một củ thì để xuống lấy hốc đá vô ăn chứ không biết lấy gì ăn chứ không à. Có lành cũng một củ thì lấy gì mà không đủ tiền phân chưa đủ à. Tiền phân thuốc nữa đây đó vậy đó mà có hờ lỗ không đủ mà thiệt. Ủa rồi, chị nào là mẹ của em Trường đâu? Ở bên đây hả? Chị em hỏi thăm chị tí chị. Ừ, hỏi cô Hàng. Qua đây nè chị, qua đây nè. Ờ, mở khẩu trang cho trời ơi, bạn chị. Ở đây khẩu trang vô chị ơi, đang dịch mà. Mở khẩu trang lên đây cho. Chị ngồi đấy, chị ngồi đấy. Rồi, cái này đeo gắn này luôn, chứ giờ gắn đâu nữa. Chị gắn vô đó. Chị tên gì ta? Tên Hằng. Chị là chị Hằng. Chị được bao nhiêu tuổi rồi? 40. Chị 40, ủa? Hai vợ chồng tuổi. Hai vợ chồng đâu tuổi, nãy anh kêu em anh 39, giờ chị bảo chị 40. Nè, tuổi anh cũng tên, anh cũng không nhớ nữa, chứ đừng nhớ nên tuổi. Ông đó, bữa trước ông bệnh, ông tưởng mà ông liệt luôn, ông không đi được nữa luôn đó em ạ. À. Vậy hả? Ừ. Nói hồi... Đúng đó, ông liệt luôn á. Ông mèo ông đúng nhiều lần á. Anh bị cái gì mà... Một lần, hai lần mổ thận, một lần lụt thừa. Dạ. Đầu là thần kinh tọa với cái đó thốc này. Dạ. Nên tâm là ngồn chỗ luôn. Rồi cứ ra rên rồi bắt đầu là đi hết chỗ này chỗ kia. Sao lại uống thuốc biết trúng được cái gì đó lại đi được. À, cũng nên may mắn. Lúc nhớ lúc quên á. Dạ. Rồi chị làm ở đây là bà chủ đâu? Bà chủ đó. À đây bà chủ đây hả? Đó, bà chủ đó. Bà chủ ăn mặc sao xấu không mấy người đi làm thuê vậy ta? Ông trời ơi, chứ bà chủ. Bà chủ thì cứ làm giờ biết chứ bà chủ làm gì tiếp. Bà chủ là phải mặc đẹp hơn để người ta so sánh, người ta vô người ta biết bà chủ liền chứ. Từ lâm nha, lâm ruộng cả đó giờ biết thì gì. Bà chủ là cứ vậy. Mà là bữa nay bằng cái bộ đầu này chứ mấy bữa ok tuần. Chị làm ở đây thì bà chủ trả lương sao? Thì ăn tiếng. Có bơ được 2 tiếng, có bơ được 3 tiếng, còn mưa mít đi dòng lại thì bây giờ mưa được 2 tiếng. Mưa với lại mắc cái thằng cu nè, nhà chị hai đứa nè cũng không có nó, còn con bé đi học là phải ở nhà giữ nó à, chứ không dạ. Có đi được. Rồi 1 tiếng là được bao nhiêu tiền? Thì 1 tiếng là được 20 ngàn. Phải không? Đó, hỏi bà. Chứ má không phải. 1 ngày mà làm gì chỉ được 2 tiếng thôi hả? Thì mắc con nhỏ, mắc con mà. À em hiểu rồi. Nó là hậu đi. Không có đi được. Không có đi theo được, có một thằng nhỏ đóng bệnh rồi nè, dạ. Rồi cái thằng đó nè. Còn cái đây thì họ rảnh thì họ đi nó được. Rồi hiểu rồi. Hoàn cảnh nó vậy thì kêu nó làm chứ có bữa nó làm được vài tiếng cái gì mấy. Thì cô thấy hoàn cảnh chị vậy thì trả cao lên chứ. À, ví dụ như mấy chị kia thì 20.000 tiếng. À, chị khổ quá thì tăng lên cho chị là 30. Chị làm được có 2 tiếng chứ mấy. 2 tiếng, có 1 tiếng nó chạy về. À, có 1 tiếng là đi về thôi. Nhưng mà ở gần thấy nó dạy, cái hoàn cảnh nó dạy thì vẫn kêu mít vậy chứ. Nó đi làm được thì làm, còn nó không làm được thì thôi. À. Thấy cái tình cảnh nó dạy đó. Tỏi này mình trồng mình bán được nhiêu ký cô? Tùy. Bây giờ nó thật là không biết được. 25.000 ký là to nhất. 25.000 một ký. À còn bây giờ tới của cô 5 giờ rồi mất cái không được cái bán rẻ lắm. Còn người ta to thì hầu 40-50.000 cũng có. Ủa. Thế mấy cô trĩ tỏi này cô trĩ trước và sau chân cô dặm lên luôn ta. Đấy thì dạy chứ bây giờ sẽ chút thay hả? À hay dữ hả? Chị làm bóc bên như vậy thôi chứ giờ gia đình thu nhập chính là công việc là ai làm chính? Thì trời cũng chẳng ai làm chính hết ý. Trời. Thì giờ con thì thầm một thằng thì 4-5 tuổi rồi cũng bị rứa đó. Cứ cắt đi bệnh viện này, bệnh viện kia miết với thằng này đó rồi biết làm sao nữa. Ai làm việc chính nhau nó cũng bệnh nữa đó thì nặng làm cũng không có được. À, đi qua chị em trồng tỏi cho đỡ ngồi bà chủ bà trừ tiền á. Đi qua chị trồng chị em trồng coi. Cái hoàn cảnh nó nghỉ một bữa cũng được. Nghỉ bữa nhưng mà bà chủ có trả tiền không? Hay là nghỉ? Mình chỉ mình không có tiền, nghĩ là không có tiền đó.
rồi chuẩn bị nhập hàng không thấy hàng cổng. Cứ xéo đi em, tự nhiên mà có chạy cảo. Được xem nào. À, trồng là phải chóc đứng cái này lên đúng không? Rồi, chóc lên thế này này. Chóc cái đít à, xuống. Đúng là quen tay hả? Trồng nhanh. Bụp 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 bụp. Thật sự mà nói thì phải quen nghề mới làm được. Chứ bình thường nếu mà mình ngồi đây mà mình trồng từ đây tới bên kia chắc cũng phải một ngày luôn á. Bình thường thì mình trồng từ đây tới hết hàng kia là khoảng bao lâu? Tùy theo. Lưới ngắn lưới dài. À, 30-40 phút là chưa được 1 tiếng. Chắc 35 phút, 40 phút đó. Làm cái này chắc đau lưng phải không ta? Đau lưng lắm hả? Đau chân mỗi lưng đủ loại đó. Chứ không phải gì dòm biểu đi đi mà. Mình ngồi khom gì đây nhiều quá, đau lưng chịu không nổi đâu. Đau lưng, đau chân chịu không nổi. Đây là đầu tiên mình thấy mọi người trồng tỏi luôn. Mình cũng rất là tò mò, xưa giờ ăn tỏi nhưng mà không biết là cái quy trình trồng như thế nào. Là nay là ra đây là thấy rồi á. Dạ. Nay là đây là thấy trồng tỏi rồi á. Cái khoảng cách rất là gần như tương đối chính xác giữa mỗi củ với nhau. Quen rồi. Hai phong trồng tầm 5 cây em à. Dạ. Ủa rồi khi mà hết trồng tỏi rồi á thì mình đi tìm mình làm cái công việc gì chị? Ở không mà em, có việc gì là làm đâu. Ở đây đâu có việc gì đâu. Đâu có việc gì đâu. Công ty xí nghiệp thì không có. Công ty thì không có. Thôi ở nhà thôi chứ. Có nghĩa là ví dụ như người ta thuê trồng tỏi thì hết tỏi thì mình không có còn việc gì làm nữa. Không hết việc rồi. Hết việc rồi. Đi chờ đến ăn Tết xong là tháng giêng tháng 2 mới có bắt đầu thu. Rồi mình đi làm mình thu tỏi. Trời. Có cái hụt lúa ăn còn như cá mắm thì gặp mắm bằng mắm gặp muối thôi. À. Tiền thì ăn mua cá gì ăn còn không có thì cũng bằng mắm. Bà chú mà sao bà rên còn hơn cả người làm nữa. Bà chú bà than hơn người làm luôn à. Bà chú mà vẫn rên đấy. Bà lỗ miết à. Dạ, làm lỗ hoài thôi hả? Bà lỗ miết à. Bà lỗ miết à, có được thu gì đâu. Lỗ mà cũng còn trồng nữa, hay dữ ta. Chứ không trồng, không lý là mình lúc nào mình cũng bi quan sao được. Nhưng mà người ta làm á thì càng lời người ta mới càng làm, chứ đằng này làm càng lỗ càng làm, là sao vậy ta? Phải làm gì? À, vậy là bác ấy vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ trúng. Đúng, trúng để lấy lại những gì đã mất chứ. Cái này chắc cũng phải thổi giá tỏi lên là mới ra trúng chứ còn cứ gì sao trúng nữa. Thấy bác ấy đầu tư mấy cái vàng nước phun đây là cũng hết bộn tiền rồi á. Đó là chú họ đầu tư rồi mình đi theo. À có người ta đầu tư trước rồi à? Đất mướn á, đất mướn nè mà. Đất mướn có sẵn rồi. Ừ, đất mướn người ta cho mướn á. Vậy cái này người ta cho mướn bao nhiêu tiền một sào bác? 20 triệu bao nhiêu nữa? 20 triệu là hết đây luôn hả? Ủa, nhiêu đây mà sao có 5.000 mét vuông vậy? Cả hết cái khu đó. Năm kia giáp vừa miếng kia nữa. Vậy thế sao mà có một có 5.000 ấy, thế quá rộng luôn mà. Đó hay sợ chứ cái dư đâu, dư là họ không thêm tiền đấy em. À vậy hả? Thôi nói chung là cũng thăm gia đình chị rồi cũng tìm hiểu cái cuộc sống công việc chị làm tỏi. Cũng biết được rồi thì hồi nãy cũng có gửi tặng gia đình chị tiền ấy. Yeah. Thì cũng chúc chị với anh với mấy đứa nhỏ sức khỏe nghe. Yeah. Và sau khi đăng tải video thì cũng hy vọng là có bác sĩ nào đó hay hoặc là một người nào đó biết về bệnh tình của em Trường á. Wow. Thì biết đâu sẽ giúp em ấy trị bệnh được thì cũng hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười. Thôi chị cứ làm việc đi nghe. Chị có năng suất chứ không thôi hôm nay là lại không có lương là khổ. Ừ dạ. Thì thôi chúc chị sức khỏe nha em đi đó nghe. Cảm ơn các em. Dạ con chào mấy cô mấy chị ở đây nghe. Cảm ơn. Sau khi mà đến thăm gia cảnh của anh chị thì mình thấy em Trường với một cái căn bệnh mà bây giờ nhìn chỉ còn da với xương, không có còn miếng thịt nào. Khi mà em ấy dán cái áo viếng cái áo lên đó mọi người thì mình cảm thấy cực kỳ xúc động luôn. Lòi hết cái xương luôn. Mà bây giờ không biết là giúp em là giúp như thế nào nữa. Chỉ hy vọng là đăng tải cái video lên thì sẽ có bác sĩ giỏi ở đâu đó liên hệ với Nhân
để mà có thể giúp được em Trường. Và hôm nay thì Nhân cũng xin phép là Nhân cảm ơn những cái mạnh thường quân, đó là cô Thanh Nguyễn, cô Nga, chị Son và anh Huy đã tài trợ cho cái video ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn mấy anh chị, cô chú rất là nhiều. Và nếu mọi người xem cái video của Nhân thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye nhé.